chuyện ma ở bệnh viện Đồng Nai cũ. Câu chuyện bắt đầu bằng một số câu chuyện sôi nổi trong đêm khiến cả xóm xôn xao. Phần 1: Người chứng kiến. Nhà mình gần ngay bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũ trên đường 30 tháng 4, hiển nhiên từ nhỏ đến lớn ra vào bệnh viện ấy cũng không biết bao nhiêu lần, quen thuộc từng khu giường bệnh mới lẫn cũ. Trong ký ức của mình, là nơi đó ngày cũng như đêm, lúc nào cũng đông đúc hơi người xen lẫn mùi cồn, mùi thuốc, mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng thời gian gần đây, do quá tải, các bệnh viện cũ kỹ được xây từ thời Pháp ấy đã được bỏ hoang, thay bằng cái mới rộng rãi và đẳng cấp hơn ở đường Đồng Khởi, nhưng do quá trình hoàn thiện chưa xong, hiện bệnh viện mới vẫn chưa có nhà xác mà vẫn sử dụng nhà xác ở bệnh viện cũ. Hàng ngày thay vì cái đông đúc chen lấn thường thấy, thì bây giờ là cái im ắng đến lạnh lẽo, cả cái bệnh viện to như thế, bây giờ còn nghe được tiếng gió thổi, tiếng cửa dập bởi gió, tiếng radio vào đêm của vài chú bảo vệ và đôi khi nào nhiệt nhất là lúc tiếng xe đẩy chở xác từ bệnh viện mới về lưu trữ. Gan dạ nhất và có thâm niên nhất chắc hẳn vẫn là các chú bảo vệ bệnh viện. Ấy thế mà cho đến hôm nay, không ai phải dặn ai ban ngày thì các chú ấy đi đâu cũng phải hai người, ban đêm thì tiếng radio bật thâu đêm. Chú A bảo vệ ở bệnh viện kể lại, xin lỗi tôi giấu tên vì đó là người quen. Ngày xưa, đông đúc, đêm cũng như ngày, không sao hết. Bây giờ tới đêm đến là nó lạnh đến lạ, gió không có mà cửa sổ đập là chuyện thường. Tiếng cửa sắt kéo NS không còn xa lạ. Tới đêm đến mà nghe có tiếng thì thầm là chỉ bật radio thiệt to, kéo mền trùm kín đầu niệm Phật thôi. Xác chết trở về lúc sáng hay chiều thì còn ớn chút chứ trở về lúc đêm thì thôi rồi. Cách đây vài tuần, vào buổi chiều chú phát hiện một vài cánh cửa nơi phòng nhiễm mở. Ở cuối bệnh viện gần nhà xác, thấy khác thường nhưng các chú tự chấn an có lẽ do suốt chút cửa. Đêm đến thì gió thổi nhiều hơn bao giờ hết giữa cái không gian lạnh lẽo bao trùm trong sự im ắng ấy là tiếng cười nói khúc khích, nhiều khi giật mình nhìn quanh thì không thấy ai cả. Khi thì lại là tiếng con nít lẹt xẹt chạy quanh. Hôm đó dự là đêm nay, không lành nên chú kêu bạn trực cùng dậy. Sau một hồi bàn tính, hai chú vừa vì tò mò, vừa vì công việc, chỉ sợ nửa đêm xì si ke nào đó nhào vô xin tiền. Vậy là quyết định rủ nhau cùng đi một vòng. Đối diện cổng bệnh viện là cái phòng cấp cứu cũ đi được hơn chục bước, sống lưng chú tự nhiên lạnh toát cả mồ hôi, có cảm giác như ai đó đang ở phía sau nhìn chăm chăm vào mình. Rồi thêm cả ở đâu đó có mùi máu tanh sọt thẳng lên mũi chú. Thế là chú định gọi thằng bạn trực đang đi phía trước thì nghe tiếng cười từ sau lưng chú quay lại. Như có linh tính đập ngay vào mắt chú là cái giường trong phòng cấp cứu nó đang được treo lơ lửng và vào đó là một âm thanh kỳ lạ như có tiếng người rên rỉ và lẫn tiếng khóc thút thít. Người ta véo hết lại, dò không đi, không la, không khóc được. May mà thằng quỷ kia nó đi trước quay lại nhìn. Ngay tức thì cái xưởng sắt ấy hạ xuống nhanh chóng với âm thanh rịch. Quay sang hỏi nó, mày thấy gì không? Nó nhìn vào trong như hiểu ý rồi bảo, anh thấy hả? Em không thấy gì cả. Sau bữa đó bệnh gần cả tháng trời, sợ quá tao xin chuyển công tác luôn. Mấy hôm chú bệnh ngủ toàn giật mình, dậy giữa đêm vì mơ thấy lại cái cảnh đó. Giờ kể lại cho mày nghe mà ra gà chú nó còn nổi đây này. Anh em trước làm cùng chú cứ nghe đến hai từ trực đêm là cái mặt cứ như xìu xuống chả muốn nhận ca. Nhưng khổ nỗi công việc mà đành chịu thôi con. Phần 2 Khu nhiễm Tạm khắc lại những câu chuyện sau ngày bệnh viện được dọn đi, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian lại một chút để lắng nghe câu chuyện kỳ dị mà chị Hà gửi về cho bếp. Từng ở lại bệnh viện nuôi bệnh chồng suốt gần 2 tuần. Ngày cũng như đêm, chị lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, phần vì lo lắng chăm sóc cho chồng rồi sáng lại phải chạy về nhà lo cho con. Phần vì đêm dài thức trắng do sợ hãi với những thứ mà chị tạm gọi là không sạch sẽ khi đến đêm thứ ba, chị ở lại cùng chồng. Đêm ấy, chị nhớ rõ một một khi nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 2 giờ sáng. Nhìn quanh cả dãy giường trong khoa nhiễm, chỉ có vài giường là có bệnh nhân, còn lại đều trống cả. Giấc cũng khuya nên mọi người gần như ngủ hết, chỉ còn lại chị và một chị điều dưỡng trực đêm cùng vài thân nhân nuôi bệnh. Mọi thứ lúc này cũng chưa có gì là đáng sợ, đèn không tắt chỉ là tiếng bớt đi, vườn vai một cái chị nhìn sang chồng anh ấy lúc này đã ngủ rất say cảm thấy hơi khó ngủ nên chị quyết định vào nhà vệ sinh giặt lại cái khăn cho chồng bước dọc qua hai dãy giường nằm bên tay phải đến cuối khoa là khu cách ly đối diện khu cách ly là nhà vệ sinh nằm sau một vách tường ngăn ở đây cũng đã ba đêm nhưng buổi sớm thì không sao chứ buổi khuya như thế này khi mà đèn đã được tắt bớt sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày giờ đây đã được thay thế bằng một sự yên lặng tĩnh mịch đến lạnh người ngay cả tiếng nước nhỏ giọt vẫn có thể nghe thấy rõ và trở nên thật là kinh dị bước vào nhà vệ sinh có ba nhà cầu là có cửa một bồn rửa mặt và một thùng nước đỏ có ca mốc nước vì đây là khu nhiễm nên người ta cũng hạn chế sử dụng nước chủ yếu là thân nhân bệnh nhân vào giặt rũ tiến đến chỗ thùng nước múc lấy một gáo nước để ca nước dưới sàn chị quay lưng về phía cửa rồi bắt đầu vò được một lúc thì chị có cảm giác như có người vừa bước vào không để ý lắm chị nghĩ là bệnh nhân hay thân nhân của họ nên chị tiếp tục vò quần áo cho đến khi sống lưng chị tự nhiên lạnh buốt và cảm thấy như ai đó đang đứng rất sát ở phía sau rồi một luồng hơi nhẹ như hơi thở của ai đó vừa thổi vào tai chị giật bắn người chị quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả đứng thẳng dậy một mình giữa phòng vệ sinh chị đưa mắt tìm xung quanh nhưng mọi thứ vẫn vậy như khi chị bước vào và không có ai ngoài chị có cảm giác hơi bất an chị cúi xuống cố vò cho nhanh cái khăn rồi ra cho lẹ đột nhiên phía cuối phòng vệ sinh ngay cái bồn cầu thứ ba phát ra tiếng người đang thở dài rồi chuyển dần thành tiếng khóc thút thít hình như là tiếng của một cô gái tiếng khóc ngày càng ngày càng đáng sợ nó không lớn mà cứ như tiếng gió rên rỉ bên tai tay chân chị bắt đầu run rẩy lầy bẩy, bước không nổi nữa. Mồ hôi một kê chảy ướt cả người, chị đứng như chết chân ở đó mà nghe. Chị cũng không hiểu sao lúc đó mình lại không bỏ đi ngay mà còn đứng lén lại đó để mà nghe. Rồi chị lấy hết can đảm, cố gắng cất giọng hỏi. Ai ở trong đó vậy? Cô có, có sao không? Không có tiếng trả lời. Chị hỏi thêm lần nữa thì tiếng khóc càng ngày ngay càng thảm thiết. Lúc này thì thật sự quá sợ rồi chị chộp lấy cái khăn rồi bước nhanh ra ngoài gần như là chạy khỏi đó lách mình ra được bức tường ngăn giữa nhà vệ sinh và khu cách ly tim chị như muốn đứng khựng lại khi nghe một tiếng bụp lớn như có ai đó vừa đập rất mạnh vào mặt nước ở trong thùng cả đêm đó chị không ngủ mà cứ nhìn mãi về phía nhà vệ sinh với hy vọng có ai đó không bước vào mà lại bước ra để chị biết rằng chị bị người nhát chứ không phải nhưng không có ai cả. Sợ nhưng tự chấn an, chắc là do mình nhát quá nên tưởng tượng tầm bậy. Nhưng cũng kể từ đêm đó, chị không dám uống nước vào buổi tối. Và nếu có cần gì thì chị sẽ đi ra nhà gửi xe của dân mà xin chứ không dám bước vào đó lần thứ hai. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Đến đêm thứ sáu, chị đang ngồi bên giường chồng, ngả đầu lên giường thiêu thiêu ngủ thì nhìn thấy mờ mờ ảo ảo có một cô gái trẻ mặc áo bệnh nhân đang ngồi tựa lưng vào tường nhìn chị cười trên giường đối diện. Ban đầu hơi ngờ ngợ vì lúc chị mới thiếp đi thì giường đó vẫn trống. Vì nghĩ là bệnh nhân mới chuyển vào nên cười lại với cô ta một cái rồi chị nhắm mắt ngủ tiếp. Không biết là chị đã ngủ được bao lâu cho đến khi chồng khều chị dậy nhờ pha giúp ly sữa. Chồng dậy sẵn tiền chị nhìn sang giường đối diện lúc này bây giờ đã trống không chị quay sang định hỏi chồng nhưng lại thôi đưa tay với lấy hộp sữa mắt chị như lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ hướng về khoảng đất trống nhỏ thông với nhà xác thình lình gước mặt và dáng người cô gái trẻ lúc nãy hiện lên trước mặt chị từ phía ngoài cửa sổ hết hồn chị đánh rơi hộp sữa còn một tay chị bấu chặt vào thành giường còn cô ta cứ đứng đó nhìn chị và nở một nụ cười không thành tiếng đôi mắt đỏ hoe và gương mặt cô ấy bắt đầu biến dạng. Nó sẽ toạc cả da mặt cô ta, máu tươi thì trào ra đầy áo, máu đỏ rồi dần chuyển sang đen xì. Mắt chị trợn lên, mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, tim đập thình thịch, khó thở, đến mức chị muốn ngất đi ngay tại chỗ. Lùi lại một bước theo quán tính, chồng đỡ chị dậy hỏi, em sao vậy? Nhìn sang chồng không nói được nên lời, nhìn lại phía cửa sổ thì cô ta đã không còn ở đó nữa. Chị sợ lắm, sợ đến chết đi được. Nhưng chị không dám nói cho chồng biết vì sợ anh lo. Nên chị cứ không có việc gì cả. Sau đêm đó, về kể lại cho mẹ chồng chị nghe thì may sao mẹ bảo để cho chị hai vào cùng nuôi bệnh cho đỡ sợ. Nhưng vẫn không được kể cho chồng chị biết. Từ khi có chị hai vào ở cùng thì cũng ít gặp hơn nhưng thỉnh thoảng cái cảm giác cô ta đang đứng ở đâu đó nhìn chị thì vẫn rõ một một. Đến bây giờ cứ mỗi lần chạy ngang bệnh viện là cứ y như rằng sống lưng chị nó lại lạnh buốt và da gà thì nổi đầy người. Chị thật sự không biết đó có phải là ma hay không, hay là do chị nhát, thêm mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, nhưng cái cảm giác đó thật lắm, nhiều lần chị nghĩ nếu lúc đó không có chồng chị, không có những bệnh nhân khác và các chị điều dưỡng ở cùng trong phòng thì chắc chị đã chết vì sợ mất rồi. Phần 3: Hồn về kêu oan. Ngày 24 tháng 7 năm 2013, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ kỳ án nữ hộ lý tử vong trong phòng của bệnh viện với nhiều vết đâm và hai con dao vẫn dính trên người. Theo như thông tin điều tra tại hiện trường cho thấy, trong phòng nơi xảy ra án mạng, mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu xô xát hay xáo trộn đồ đạc. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ vụ kỳ án này của hai năm trước đây. Sau khi phát hiện được thi thể nạn nhân, thì vụ án đã gây ra một cú sốc cho dư luận và nhanh chóng có mặt trên hầu hết các trang báo lớn từ trong cho đến ngoài tỉnh. Và đây cũng chính là sự kiện bắt đầu cho những tin đồn kinh dị hồn về kêu oan. Lời kể thứ nhất. Đêm đấy anh trực đêm, thường thì bệnh viện lúc nào cũng đông người nên cái chuyện ma cỏ thì không sợ lắm. Nghe thì nghe mấy anh mấy chú làm trước kể lại này nọ, chứ anh không thấy nên cũng không để ý mấy. Nhưng sau vụ cô hộ lý chết trong phòng thì cứ mỗi lần anh đi ngang qua đó là không khí nó cứ lành lạnh. Hôm đó cũng cỡ 9 rưỡi tối, người nhà bệnh nhân đi nuôi bệnh nằm la liệt khắp các dãy hành lang bệnh viện. Tay cầm đèn pin, anh đứng dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi ánh mắt chú ý đến một người phụ nữ mặc áo hộ lý đang đứng ở góc tường khuất sau quầy thanh toán quay lưng về phía anh thế là vì tóc cô hộ lý này hơi bù xù và quần áo thì sộc sạch nghĩ bụng có chuyện nên anh tiến đến chỗ chị ta nhưng chưa tới kịp thì chị ta đã bỏ đi vào cái con hẻm bên hông quầy thanh toán anh bước nhanh hơn và gọi nhỏ này chị ơi hình như ngay thấy tiếng anh gọi nên chị ta dừng lại nhưng lưng vẫn quay về phía anh. Không hiểu sao lúc anh thấy con hẻm nó lạnh lắm, lạnh ớn cả gai ốc. Bước gần hơn được vài bước thì chị ta thình lình bỏ đi tiếp. Nhưng đến lúc này thì anh mới nhận ra là chị ta không hề bước, nó giống như kiểu chị ta lướt đi ấy. Vì trời tối nên anh định dùng đèn pin soi thử xuống bàn chân chị xem đúng không. Nhưng chưa kịp soi thì chị ta đã rẽ qua góc của con hẻm. Anh chạy theo thì vô tình đụng trúng một bé thực tập ở góc rẽ. Con bé chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã hỏi nó. Em có thấy chị hộ lý nào vừa đi ngang qua em không? Con bé quay lại sau lưng rồi nhìn chung quanh bảo. Dạ không ạ. Đứng đấy vài phút suy nghĩ con hẻm này rõ ràng có hình chữ L. Một đầu thông ra quầy thanh toán, một đầu thông ra bệnh viện mà taxi hay đậu. Anh với con bé kia cả hai cùng đi vào đụng nhau ở khúc rẽ. Mà chị hộ lý lúc nãy chỉ cách anh có vài bước chân. Quất qua có vài giây Thì sao mà cả hai anh em không thấy được cơ chứ Hơi sợ Về kể lại cho mấy anh trực trung nghe Mấy anh bảo là gặp ma rồi Lúc đó mới thật sự là xanh mặt Và nhớ lại vụ cô hộ lý Lời kể thứ hai Admin Cô ơi Tụi con ở bên trang fanpage Thành phố Biên Hòa Tụi con muốn nhờ cô kể lại Vài lời đồn chuyện ma có thật tại bệnh viện Đồng Nai cũ, phía đối diện được không cô? Chuyện ma hả? Ừ được, cô bán tạp hóa ở gần cầu bệnh viện này cũng gần chục năm rồi. Chuyện ma bệnh viện thì cô nghe nhiều lắm, nhưng chứng kiến tận mắt thì đúng có một lần thôi. Hôm đấy cũng là đúng 7 ngày cái cô hộ lý chết. Đêm đó tầm 11 giờ đêm như bình thường, mấy chú bảo vệ đứng ở cổng gọi và ra hiệu cho cô mang nước với thuốc lá vào. Khi đem vào thì mấy chú bảo thằng Tám nó nói với cô đợi nó thanh toán tiền thiếu tháng này luôn. Nhưng vì tiệm không có ai trông nên cô nói là để cô đi vào tìm luôn cho nhanh. Mấy chú cũng ừm rồi nói bộ đàm cho thằng Tám biết là cô vào. Đêm cũng khuya rồi, đi từ cổng bệnh viện rồi ngang qua tới chỗ nhà thuốc thì tự nhiên ở đâu gió nó thổi qua làm cô lạnh hết cả người. Đi được vài bước nữa thì cô thấy có người đang đứng nhìn mình ở phía trước mặt bên góc chéo tay trái chỗ mấy chiếc xe cấp cứu với taxi hay đậu đó. Vừa đi cô vừa nhìn về phía cái người đang đứng, không cứ lơ lơ nhìn qua. Càng bước về phía trước thì cô càng nhìn rõ hơn đó là một người phụ nữ mặc áo hộ lý, tóc tay thì bù xù. Nghĩ đến cô hộ lý vừa mất, sợ quá cô quay lưng lại định bụng đi trở ra, không tìm thằng Tám nữa nhưng vừa quay lưng thì đập ngay vào mắt cô, cũng là bên góc đậu xe đó cũng có một người phụ nữ, dáng người y như thế, đứng gục mặt bên cạnh vách tường, nhìn thẳng về phía bệnh viện. Tay chân cô run lầy bẩy, quay người nhìn lại cái góc cũ, thì vẫn thấy, cả hai phía đằng sau đằng trước thì cũng thấy người gì mà đi nhanh dữ vậy. Sợ quá cô chạy bán sông bán chết ra tới chốt bảo vệ, nhưng cô không dám la vì sợ người ta nói mình bị điên. Tới cổng mấy chú hỏi cô bị gì mà chạy Cô kể lại thì mấy chú nhìn nhau như kiểu Quen với chuyện này lắm rồi Rồi tụi nó bảo em thấy hoài không sao đâu chị Chị về đi tí em kêu thằng Tám ra quán luôn Bữa đó về cô còn không dám ngủ Cứ sợ sợ là cái cô đó đi theo mình Lời kể thứ ba Nghe mấy chú bảo về kể lại Gần ba tuần sau cái vụ án đó Đêm ấy cả bệnh viện náo động vì tiếng thét của một cô y tá Lúc người ta xông vào thì thấy cô gái nằm bất tỉnh trên đất, y như tư thế của cô hộ lý đã mất. Theo như lời kể của cô y tá thì đêm đó tầm 2 giờ sáng, sau ca trực đêm, cô gái ngủ quên tại căn phòng đã xảy ra án mạng. Cô kể, lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì bỗng ầm một tiếng, vỗ bàn lớn, nghe đinh tai làm cô tỉnh giấc. Nhìn xung quanh căn phòng, giờ chẳng có ai ngoài mình, nghĩ chắc là mơ nên cô bước ra ngoài mở cửa để đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh nhưng cô phát hiện ai đó đã khóa cửa phòng lại từ bên ngoài quay lại tìm chìa khóa trong hộp tủ cô có cảm giác như ai đó đang ở trong phòng cùng mình nhưng chỉ là cô không thể nhìn thấy cô bắt đầu hoảng khi tìm hoài mà không thấy được chìa khóa lúc này thì cái cảm giác đó càng rõ hơn khi bên tai cô bắt đầu nghe thấy những lời thì thào gây rợn. oan 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 lắm rồi lại những tiếng khóc thút thít văng dần lên trong gió lúc nhỏ lúc to bây giờ đến cái tiếng quạt máy cũng trở nên đáng sợ với cô đứng giữa phòng cô sợ hãi nhìn mọi thứ chung quanh như nửa muốn nửa không tìm ra cái người đang ở cùng mình trong phòng buột miệng cô hỏi ai ai vậy ra đi đừng có hù em sau câu hỏi đó thì sống lưng cô trở nên lạnh buốt Lưng cô như có cảm giác đang hướng trực tiếp về phía một chiếc tủ lạnh đang mở cửa. Hơi lạnh phả thẳng vào lưng mình. Cô từ từ quay lại và ngất đi ngay sau đó khi nhìn thấy dáng người và gương mặt trắng bệnh của cô hộ lý đã mất 3 tuần trước. Sau khi được sơ cứu và hồi tình, cô được chuẩn đoán là mệt mỏi và kiệt sức do làm việc quá sức.